vậy? Tính tiền nè. Trời ơi, tính cái gì tao ế muốn rồi, năng mà tính cái gì. Ủa sao tao bán quá cho nhiều lắm mày ơi. Ba phần mềm bán. Trời ơi, ông nữa hả? Ông nội không có đi xe ôm đâu ông nội ơi. Bình tĩnh không. Anh Lợi anh hỏi em nè. Hồi sáng anh nhớ em bán đĩa rồi anh quay lại anh hỏi em. Em bán đĩa không? Em bán đĩa. Anh mua đĩa. Em bán đĩa gì? Đĩa gì cũng có, anh cũng mua đĩa gì hả? Ừ. Em có bán đĩa trái xoài đựng trái cây không? Đĩa trái xoài á. Mày đi à? Cái thứ gì á? Trời ơi, cũng dữ vậy trời. Nỗi sợ cho mày à. Ba trộm. Ủa con miền cho nó nè. Mày đem tiền tiếp cho tao ngủ à. Mày đốt anh Long đi con, tao đốt rồi đó. Sáng giờ tao đốt anh Nguyên cuốn báo luôn rồi á. Sáng giờ mày bán rồi, bây giờ tao ế mày phải thương bạn bè chứ mày cái thứ gì? Gì? Mệt quá, dụ dụ hoài. Ê! Mua đĩa hả? À. Mua cái gì? Dạ. Đùa à? Dạ. Giỡn à? Dạ. Làm cái gì ở đây? Dạ. Bán đĩa. Em ngồi chơi. Đừng ngồi, có sợ. Ngồi hóng mát nè. Hóng mát cái gì? Không mát mà ngồi cầm cái đĩa hả? Đĩa đồ chơi của em. Đồ chơi hả? Dạ. Mày điên hả? Dạ. Mày ra đường mày ngồi mày cầm cái đĩa mày chơi vậy đó. Cho nó nắng chiếu vô chóa chóa vậy thôi. Mày điên hả? Dạ. Nãy nhỏ này nói gì? Dạ ba. Bán đĩa. Nhỏ này nó bán cho em không có bán. Mày. Hai đứa bay bán đĩa đúng không? Dạ. Tụi bay nói thật đi. Dạ. Tụi bay bán đĩa phải không? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Đúng không? Dạ đúng. Đúng. Bán tao một cái. Tao nghe từ hồi nãy rồi. Đó. Nó đội nụ mũ bảo hiểm mà dảnh ngược lên là biết rồi. Mà coi nó kìa. Ông rảnh quá ông đi mua đĩa mà ông đeo khuyên đen. Tôi tưởng công an không đó ông nội. Đeo vậy cho ta đừng nhận ra. Chứ để ta thấy mình đi mua đĩa vậy nó kỳ lắm. Hiểu không? Đeo mua đĩa mà để người ta nhận không ra. Kỳ lắm. Vậy là em biết anh mua đĩa gì rồi. Mua gì? Em bán đĩa hộp với anh. Hộp gì? Đĩa gì? Em bán đĩa Liên Hiệp Quốc luôn. Đĩa gì? Liên Hiệp Quốc. Có Lào không? Đó, nước nào cũng có mà Lào thì không. Anh Pháp Nhật có hết mà Lào chưa ra. Cái này là Lào ra Lào tao coi. Nhỏ này có không? Trời anh nghĩ sao nhỏ này ai dám quay nó anh? Quay ai dám coi? Ờ đúng rồi. Tao hỏi có không là nhỏ này có bán không? Trời ơi, nãy giờ ông nói sớm có. Anh mua đĩa gì? Em có mối người cái đĩa phần mềm mới ốc đài đã lắm. Bây giờ vậy nè. Mấy cái đĩa nãy giờ quảng cáo tôi mấy cái đĩa phim ấy á. Dẹp đi, tôi không có mua đâu. Sao hả? Coi trên mạng đủ rồi. Trời ơi, hàng chi dạo này tao ế. Anh lên mạng đâu không mà bây giờ nó virus không ấy nè. Hàng chi dạo này bán này ế lòi nanh luôn. Bán cái đĩa phần mềm diệt virus coi. Có ai mua đĩa diệt virus vậy? Thì tao mua. Ê, bán đi nhiều tiền. Có đĩa cùng kinh cho mình giới thiệu. Bây giờ tao mua cái đĩa phần mềm bán không? Mày ra tao bán đĩa phần mềm. Có nè anh. Ừ, có không? Dạ. Có không? Ừ. Bao nhiêu? Ê, nhiêu nói nhiêu vậy? Em thấy anh là người ngay. Em bán đúng giá ra luôn, em không nói thêm nói bớt. Vậy được, làm ăn phải chân thật. 200 ngàn. 200 ngàn. Ờ, dạ. Bây giờ tao trả dứt một tiếng thôi. Dạ. Anh trả được đường giùm em cái. 5 ngàn rưỡi bán không? Bán luôn đi. Bán đi. 5 ngàn rưỡi sao bán? Vốn mà mua có 4 ngàn bạc à. Bán. Bán không? Bán. Không bán tao la lên cho mọi người biết à. Mày bán lẹ giùm đi mày ơi. Cái tên nóng lắm á. Dạ bán. Có chuyện chơi đâu. 5 ngàn rưỡi nè. Dạ. Nước cái đĩa đây. Đó. Anh về sớm anh mà có ai có nhu cầu mua đĩa tụng kinh lại giới thiệu giùm cho em. Tao biết rồi. Mày đến giờ mày tụng đi. Im lặng. Mày chắc cũng té giếng mà nhoi lên đâu đạp ngược xuống cái nữa nè. Anh em thằng kia chắc luôn. Ê. Giờ này đi. Bỏ mối đấm đĩa của mày. Ừ, quên nữa. Đi bỏ mối. Mày lấy hàng chưa? Cái đống đĩa mà diệt virus thì người ta đặt nguyên một chồng đó. Tao lấy một đống rồi nè, bây giờ mình đi bỏ mối được rồi. Ờ đi. Cái thằng xe ôm đâu rồi? Thôi, đi bếp đi. Is the key. Yeah, when I'm packing the K, he's my secret weapon.
the best thing that happened.